Kinh số 9 Phật Thuyết Nhân Tiên Kinh Pháp Hiền Dịch. Phật nói Kinh Nhân Tiên. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật cùng đại chúng ở trong tinh xá Côn Tả Ca, thành Na Đề Ca. Bấy giờ tôn giả A Nan một mình ở tại một chỗ kia, khởi ý nghĩ như thế này. Các phương, các nước, các thành mà Đức Phật Thế Tôn ta trước đây đã có nói, như nước Ương Nga, nước Ma Ca Đà, nước Ca Thi, nước Kiêu Tắc La, nước Mật Nhĩ Sa, nước Đại Lực Sĩ, nước Bôn Noa, nước Tô Ma, nước A Thuyết Ca, nước Phược Đế, nước Câu Lỗ, nước Bán Tả, nước Phược Ta, nước Thú La Tây Na, nước Dạ Phược Na, nước Cam Mô Nhạ, vân vân. Các nước này có những thanh văn đã vào Niết Bàn. Đức Phật đều đã nói về chỗ sanh và quả báo của những vị ấy. Chỉ nước Ma Ca Đà và các thượng thủ U Bà Tắc đều đã mạng chung, khiến nước Ma Ca Đà ấy trống rỗng không người, mà Đức Phật Thế Tôn ta chưa nói họ sanh vào chỗ nào. Khi ấy tôn giả A Nan nghĩ như vậy rồi, liền ra khỏi nhà mình đi đến chỗ Phật. Đến chỗ Phật rồi, trịch áo bày vai bên phải, gối phải quỳ sát đất, đầu mặt lễ dưới chân Đức Thế Tôn xong, đứng trước Đức Phật, bạch Thế Tôn rằng: Như trước đã nói, các phương, các nước, con được nghe từ Đức Phật, đều đã rõ biết. Cho đến những pháp được nghe từ Phật, cũng đều biết rõ. Cho đến chỗ sanh của các ưu bà tắc trong thành Na Đề Ca, Phật cũng đã nói. Lại trong thành Na Đề Ca kia, lần lượt có 500 ưu bà tắc cũng đã mạng chung. Các ưu bà tắc ấy khéo đoạn ba chướng, chứng quả Tu Đà Hoàng, ngược dòng sanh tử, 7 lần trở lại nhân gian, 7 lần sanh lên cõi trời, tận cùng biên tế của khổ, quyết chứng Bồ Đề. Lại trong thành Na Đề Ca ấy còn có 300 ưu bà tắc cũng lần lượt mạng chung. Các ưu bà tắc ấy cũng đoạn được 3 chướng và tham, sân, si, 1 lần trở lại nhân gian, tận cùng biên tế của khổ, chứng quả Tư Đà Hàm. Cũng lại trong thành Na Đề Ca ấy có 250 ưu bà tắc lần lượt mạng chung. Các ưu bà tắc ấy đã đoạn 5 thứ phiền não và tùy phiền não, chứng quả A Na Hàm, không trở lại nhân gian, không còn luân chuyển. Các việc như vậy cũng đều rõ biết. Chỉ riêng nước Ma Già Đà có các thượng thủ U Bà Tắc, sau khi họ mạng chung thì nước Ma Già Đà như trống rỗng không người. Sao Đức Thế Tôn riêng không nói chỗ sanh của các U Bà Tắc ấy? Xin Đức Thế Tôn vì con mà nói các U Bà Tắc ở nước Ma Già Đà này được sanh ở đâu, hạnh nghiệp tu tập được quả báo gì? Bạch Đức Thế Tôn, lại ở nước Ma Già Đà ấy, vua Tần Bà Sa La một lòng hướng Phật, hiểu biết chánh pháp, tôn phụng tăng già, trọn đời nhớ nghĩ không quên. Sau khi mạng chung, nhân dân trong nước đều khen ngợi công đức của vua, nói rằng: Đây chính là Pháp Vương, nguyện cho Pháp Vương sanh ở cõi lành, được an vui thù thắng. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao Ngài chưa nói đến chỗ sanh, ý nguyện cho đến quả vị của vua? Xin Đức Thế Tôn giảng nói từng sự việc. Lại thưa, Bạch Đức Thế Tôn, nước Ma Già Đà kia là nơi Đức Phật ta thành chánh giác, tối thắng không thể so sánh. Mà nơi thắng địa này, vua ấy là chủ. Xin Đức Thế Tôn nói chỗ sanh của vua. Bây giờ Đức Thế Tôn nhận lời thỉnh cầu của A Nan bằng cách im lặng. A Nan thấy Phật im lặng,
biết là đã nhận lời, liền đầu mặt đảnh lễ với chân Đức Thế Tôn, rồi trở về chỗ cũ. Bấy giờ đêm đã mãn, ban mai đã đến, vào giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y mang bình bát vào thành Na Đề Ca, lần lượt đi khất thực. Đã được thức ăn, trở về trú xứ, xếp y, rửa chân, trải tòa ngồi để thọ thực. Thọ thực xong, đi kinh hành, trở lại chỗ ngồi, quán sát những điều A Nan hỏi. Quốc vương Ma Già Đà và các vị Ưu Bà Tắc đã mạng chung ở đây sanh chỗ nào? Do hạnh nguyện gì, được quả báo thế nào? Khi quán sát như vậy, do thần thông của Phật, ở trong không trung có tiếng xưng tên. Bạch Thế Tôn, con là nhân tiên. Bạch Đức Thiện Thệ, con là nhân tiên. Khi ấy, Đức Thế Tôn nghe tiếng ở không trung, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ các thanh văn. Chúng thanh văn ấy ngồi quanh Phật. Tôn giả A Nan đi tới chỗ Phật, trịch áo bày vai bên phải, lễ dưới chân Đức Thế Tôn, đứng ở phía trước Phật mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân vì duyên gì mà Ngài quan hỷ hơn thường? Khi ấy Đức Thế Tôn bảo A Nan: Như ông đã yêu cầu, vua Tần Bà Sa La ở nước Ma Già Đà và các Ưu Bà Tắc ở chỗ này đã mạng chung sẽ sanh chỗ nào? Do hạnh nguyện gì, được quả báo ra sao? Ta cho rằng ý nghĩa đó chưa đến lúc để nói, xem đồng như thế gian mà an trú với ước niệm. Khi đêm đã qua, đến giờ ăn, ta vào thành khất thực, rồi trở về chỗ cũ. Ăn xong kinh hành, rồi trở lại chỗ ngồi. Vì những điều ông hỏi đã đến lúc nói, nên ta ước niệm và quán sát, thấy quốc vương Ma Già Đà kia và các Ưu Bà Tắc chết ở đây, sanh kia, theo hạnh nguyện thọ quả báo. Như vậy tiếp theo, do thần thông của ta, ở trong hư không có tiếng xưng rằng: Bạch Thế Tôn, con là nhân tiên. Bạch Đức Thiện Thệ, con là nhân tiên. Phật lại nói: Này A Nan, xưa ông có nghe tên như vậy không? A Nan bạch: Bạch Đức Thế Tôn, con chưa nghe tên như vậy. Khi con nghe tên này, lông tóc như dựng ngược. Tôn giả A Nan nói như vậy, lại nghe trong không trung có tiếng: Bạch Thế Tôn, con là vua Tần Bà Sa La. Bạch Đức Thiện Thệ, con là vua Tần Bà Sa La. Con nay hướng về Đức Phật 2 lần, 3 lần tự xưng tên tuổi, dòng họ. Bạch Đức Thế Tôn, nhân tiên ngày xưa, sau khi mạng chung, sanh trong nhân gian, được làm vua loài người, chứng quả Tu Đà Hoàng. Nay là đời thứ 7, con được sanh vào thiên cung Tỳ Sa Môn Thiên Vương, làm con của Thiên Vương cũng gọi là nhân tiên. Thế Tôn, con làm con của Thiên Vương Tỳ Sa Môn, khéo hiểu pháp mà Phật đã nói, cuốn nghiệp di diệu, tịch tỉnh, an lạc, sau này con sẽ chứng quả Tư Đà Hàm. Phật liền khen ngợi: lành thay, ông là nhân tiên, tốt đẹp thay, ông đã hành không buông lung như vậy. Này nhân tiên, trước đây ở chỗ nào, do nhân duyên gì mà ông được quả Tu Đà Hoàng? Nhân tiên đáp: Con không có nhân gì, cũng không có duyên gì đặc biệt, chỉ biết Phật pháp di diệu, tối thắng, tinh sâu, thực hành, bèn chứng sơ quả. Lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, theo lệnh của Trì Quốc Thiêm Dương, con đi đến chỗ tăng trưởng Thiêm Dương ở phương Nam kia. Do đó mà biết được Đức Phật Thế Tôn của con ở tại Tinh Xá Côn Tả Ca, ngồi một mình trong thất, quán sát quốc vương Ma Già Đà và các Ưu Bà Tắc, từ chỗ này mạng chung sanh về chỗ nào, do hạnh nguyện gì, được quả báo gì, các sự kiện như vậy, Đức Phật của con muốn nói. Bạch Đức Thế Tôn, con từ chỗ Phụ Vương
Tỳ Sa Môn đích thân nghe được việc này, ghi nhớ không quên. Vì vậy, nay con chính do duyên này nên đi đến chỗ Phật để nói sự việc đó. Phật dạy: Này nhân tiên, nay đã đúng thời, ông nên rộng nói. Khi ấy, nhân tiên dâng thánh chỉ của Đức Thế Tôn bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, một thời con nghe Phụ Vương Tỳ Sa Môn nói với chúng trời. Thánh giả, các vị nên nhất tâm lắng nghe. Tôi ngày xưa ở cõi trời Tam Thập Tam, cùng chư thiên tập hợp tại Thuyết Pháp Thắng Hội. Các hộ thế tập hội ở đó, mỗi vị đều ngồi theo phương của mình. Trì Quốc Thiêm Dương ngồi ở phương Đông, mặt xây về hướng Tây. Tăng Trưởng Thiêm Dương ngồi ở phương Nam, mặt xây về hướng Bắc. Quảng Mục Thiêm Dương ngồi ở phương Tây, mặt xây về hướng Đông. Ta, Tỳ Sa Môn ngồi ở phương Bắc, mặt xây về hướng Nam. Đại chúng nghe Pháp ngồi trước mặt các hộ thế. Khi ấy, chư thiên và trời hộ thế thảy đều muốn nghe Pháp, nên đến thắng hội. Sau khi nghe Pháp, trở về cung điện của mình, bỗng có ánh sáng lớn soi khắp cả hội chúng, che khuất ánh sáng chư thiên, khiến không thể hiển hiện. Bấy giờ, Thiên Chủ Đế Thích bảo chư thiên: Các vị nên biết, nay luồng ánh sáng lớn này soi khắp cả thắng hội, khiến cho ánh sáng và sắc tướng của ta và của cả chư thiên bị che không hiển hiện. Vì vậy các vị nên biết, chẳng bao lâu Đại Phạm Thiên Vương sẽ đến trong hội chúng này. Vì sao vậy? Phàm Đại Phạm Thiên Vương đi đến chỗ nào trước hiện tướng lành, chư thiên các vị chớ rời chỗ ngồi để biết duyên gì hiển hiện ánh sáng ấy. Khi ấy, chư thiên và trời hộ thế tâu Đế Thích: Chúng tôi vâng mệnh, không đứng dậy rời chỗ ngồi cho đến khi biết được lý do xuất hiện ánh sáng. Rồi thì Đại Phạm Thiêm Dương bằng thân hình đồng tử bỗng nhiên xuất hiện trong thắng hội ấy. Đầu có 5 búi tóc, sắc tướng đầy đủ. Ông liền trong hội chúng ấy nói kệ bảo chư thiên: Ngươi nương Phật Thế Tôn là mắt sáng thế gian, khéo nói pháp di diệu, với cuốn nghĩa tịch tỉnh, chúng chư thiên các ngươi sắc tướng oai lực lớn, nhân tu phạm hạnh Phật, do đấy sanh cõi trời. Lại có kẻ tịnh hạnh, đủ sắc thọ danh tiếng, là Phật tử đại trí, sanh cõi này chưa lâu. Chư thiên nghe lời ấy, tâm sanh đại hoan hỷ, quy y Phật Thế Tôn, tin tưởng pháp di diệu. Khi Phạm Dương nói kệ đủ 5 thứ diệu âm, chấn động như sấm mây, người nghe vui chân thật. Khi Đại Phạm Thiên Vương nói kệ có đủ 5 thứ diệu âm, đó là âm thanh của Đại Phạm, âm thanh chim ca lăng tần già, âm thanh trống lớn, âm thanh sấm vang và âm thanh khả ái. Lại nữa, Phạm Dương ở trong thắng hội thâu hình đồng tử lại, rồi hiện ra thân to lớn. Ý nghĩa ấy là thế nào? Đại Phạm Thiêm Dương tùy tâm ưa thích của đại chúng mà hiện thân kia, hiện ra thân lớn có 2 loại đức tính: đầy đủ sắc tướng lớn, danh xưng gian khắp, thí như vàng rồng có 2 đức tính là sắc và danh. Đại Phạm Thiêm Dương ở trong thiên chúng hiện 2 loại thân cũng là như vậy. Lại nữa, Phạm Thiêm Dương khi đến thắng hội, thiên chúng trong hội trường không đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cũng không làm lễ. Lúc đó, thiên chúng chắp tay ngồi yên đều khởi ý nghĩ: Ôi, đây là Chúa của thế giới ta bà. Đại Phạm Thiêm Dương ở trước chúng hội dùng thân đã hiện, lại hiện thân lớn hơn. Khi ấy, Phạm Thiêm Dương
biết tâm niệm của thiên chúng, ngay trong thân lớn lại hiện lớn gấp bội. Từ hội trường thắng hội, ông liền bay lên hư không, ngồi kiết già. Ví như đại lực sĩ ngồi vững trên đất, đại phạm thiên vương ngồi cũng như vậy. Bấy giờ, đại phạm thiên vương lại bảo thiên chúng, sở dĩ hiện được thân lớn là do năng lực của bốn thần túc. Chỉ có Đức Phật Thế Tôn mới biết, mới thấy, có thể nói, có thể tu, lại cũng có thể hiển hiện. Vì vậy cho nên, các vị cũng nên thành tâm tu thần túc này là dục cần tâm tuệ. Bấy giờ thiên chúng lại nghĩ, ôi đại phạm thiên vương, xin biến chư thiên chúng tôi mỗi mỗi đều như thân phạm thiên vương, trong lòng của mỗi phạm thiên có một thiên vương ngồi. Bấy giờ đại phạm thiên vương biết tâm niệm của thiên chúng, liền dùng thần lực thâu nhiếp thân chư thiên, hóa thành thân phạm vương. Ở trong lòng mỗi phạm vương đều có một thiên vương ngồi. Tâm niệm của thiên chúng thảy đều thỏa mãn và an lạc. Ví như vua Sát Đế Lợi nhận vua cha lễ quán đảnh để kế thừa vương vị, tâm niệm thỏa mãn nên rất an vui. Các thiên chúng kia cũng là như vậy. Bây giờ đại phạm lại bảo thiên chúng, các vị chư thiên và trời hộ thế nên một lòng lắng nghe. Trong các bậc thánh chỉ có Phật, Như Lai, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Đối với bốn thần túc, có thể giảng nói rộng khắp hay tu tập lâu dài, có năng lực biến hiện. Vì vậy nên các vị cần phải phát lòng thành, siêng năng tu tập, biến hiện tự tại, được nhiều lợi ích. Khi ấy, trong lòng mỗi phạm vương có một thiên vương ngồi, mỗi mỗi sanh niệm nghi ngờ. Chỉ có một đại phạm vương ngồi trong lòng ta. Vì sao khi Ngài nói thì chư thiên đều nói? Nếu Ngài im lặng thì chư thiên cũng im lặng. Lại nữa, Thiên Chủ Đế Thích khởi ý niệm như vậy. Ôi, đại phạm thiên vương, xin thâu thân hình vốn có của thiên chúng của tôi, biến thành một thân lớn, ngồi ở trong lòng của tôi. Lúc đó, đại phạm thiên vương biết ý niệm của Đế Thích, liền thâu thân hình của thiên chúng, hiện ra một thân lớn, kiết già ngồi ở trong lòng của Đế Thích. Đại phạm thiên vương đang sử dụng sức của thần túc như vậy, mỗi mỗi biến hiện, làm công việc biến hóa rồi, lại bảo chư thiên và mấy vị trời hộ thế. Đức Phật Thế Tôn ta dùng diệu lực của bốn thần túc này và pháp thanh văn trước quá độ tám vạn ưu bà tắc nước Ma Già Đà, khéo đoạn ba chướng, tận cùng biên tế của khổ, chứng quả Tu Đà Hoàng, ở trên cõi trời và trong nhân gian bảy lần qua lại. Có người sanh ở cõi trời tha hóa tự tại, có người sanh ở cõi trời quá lạc, có người sanh ở cõi trời tam thập tam, có người sanh ở cõi tứ thiên vương, có người sanh ở vương cung dòng Sát Đế Lợi ở trong nhân gian, có người vào nhà thương chủ Đại Bà La Môn, có người sanh vào nhà thượng thủ Đại Trưởng Giả. Lại nữa, trong chúng chư thiên tử có vị suy nghĩ, ôi, làm sao có được bốn vị Phật xuất hiện ở đời? Ôi, làm sao có thể được tám vị Phật xuất hiện ở đời? Đại phạm thiên vương biết tâm niệm của chư thiên kia nên bảo, thiên chúng cho nên nghĩ như vậy, suy nghĩ muốn có bốn Đức Phật xuất hiện ở đời, cho đến tám Đức Phật xuất hiện ở đời, việc ấy không thể có được. Các vị nên biết, tôi được nghe từ Phật không có hai Đức Phật cùng xuất hiện ở đời, làm sao có đến bốn Đức Phật, tám Đức Phật cùng xuất hiện ở đời? Các vị chỉ nên ước nguyện, thể vô lậu của Đức Phật Thế Tôn ta thọ mạng tăng trưởng trú lâu ở đời. Khi ấy, chư thiên lại nghĩ, đại phạm thiên vương, làm sao mỗi mỗi đều biết tâm ta? Tất cả chư thiên đều sanh sợ hãi,
ôm lòng sầu não. Khi ấy, Đại Phạm Thiên Vương bảo đại chúng: các vị thiên chúng và trời hộ thế một lòng lắng nghe, Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, giảng nói chánh pháp nhất thừa, khiến các chúng sanh xa lìa ưu bi, khổ não, đều được thanh tịnh, chứng lý chân thật. Rồi lại nói tiếp, có ba thứ pháp Như Lai đều biết. Thế nào là ba thứ? Có người trước tạo nghiệp bất thiện của thân, hành bất thiện của ý, sau do thân cận bạn lành, lắng nghe diệu pháp, buộc niệm tư duy, đoạn dứt điều bất thiện của thân, tạo nghiệp thiện của thân, đoạn dứt bất thiện của ý, hành thiện hành của ý. Người này từ trong an lạc sinh an lạc, trong vui sướng sinh vui sướng. Ví như có người ở nơi hỷ mà sanh hỷ, hỷ lại sanh hỷ. Người kia vui sướng cũng lại như vậy. Đây là pháp thứ nhất. Lại nữa, có người trước thọ năm dục, tạo nghiệp bất thiện, sau thân cận bạn lành, lắng nghe diệu pháp, buộc niệm tư duy, bỏ được dục lạc, lại cũng không tạo các nghiệp bất thiện. Người này từ trong an lạc sinh an lạc, trong vui sướng sinh vui sướng. Ví như có người ở nơi hỷ mà sanh hỷ, hỷ lại sanh hỷ. Người kia vui sướng cũng lại như vậy. Đây là pháp thứ hai. Lại nữa, có người với pháp bất thiện rõ biết như thật, cũng với pháp thiện rõ biết như thật, cho đến khổ, tập, diệt, đạo cũng biết rõ như thật. Sao lại thân gần bạn lành, với pháp bất thiện và các pháp thiện, cho đến khổ, tập, diệt, đạo đối với pháp này, lại hiểu biết tinh tế gấp bội. Người này từ trong an lạc sinh an lạc, trong vui sướng sinh vui sướng. Ví như có người ở nơi hỷ mà sanh hỷ, hỷ lại sanh hỷ. Người kia vui sướng cũng lại như vậy. Đây là pháp thứ ba. Lại nữa, Đại Phạm Thiên Vương bảo chư thiên và các vị trời hộ thế: này chư thánh giả, nên một lòng lắng nghe. Có bốn thứ pháp Đức Phật Thế Tôn thảy đều thấy biết. Những gì là bốn? Đó là thân, thọ, tâm, pháp. Đức Như Lai dùng trí huệ quán bốn pháp này, hoặc trong hoặc ngoài rõ biết như thật. Trí huệ hiện hành, tu tập viên mãn, khéo nói chánh pháp nhất thừa Bồ Đề, khiến các chúng sanh đều được thanh tịnh, xa lìa ưu bi khổ não, chứng được lý của pháp di diệu. Khi ấy, Đại Phạm Thiên Vương lại bảo chư thiên và trời hộ thế: này chư thánh giả, nên một lòng lắng nghe. Có pháp tám chánh đạo, Đức Phật Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, thảy đều thấy biết. Thế nào là tám? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tám chánh đạo như vậy, chính đó là pháp thọ dụng tam ma địa. Nếu có ai được chánh tư duy như vậy, tu hành phạm hạnh, tu tập viên mãn, đạt được an vui của phạm thiên. Lại còn chánh ngữ là chánh hết thảy lời, đầy hết thảy tướng, chánh thuyết phạm hạnh, phân biệt rõ giáo, được như thật chỉ, tuyên thuyết chánh ngữ, mở cửa cam lồ, chỉ pháp nhất thừa, khiến các chúng sanh đều được thanh tịnh, xa lìa khổ não, ưu bi, chứng được lý di diệu của pháp. Lúc bấy giờ, nhân tiên bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, hết thảy các pháp yếu mà con vừa nói đều do Đại Phạm Thiên Vương ở cung của Đế Thích tuyên thuyết như vậy cho chư thiên cõi trời tam thập tam, bốn vị trời hộ thế và chư thiên chúng. Thân phụ con là Tỳ Sa Môn Thiên Vương trở về cung điện nói lại cho con đều ghi nhớ không quên. Nay nương oai lực của Đức Như Lai, vì tôn giả A Nan muốn biết chỗ sanh, chỗ diệt, hạnh nguyện và quả báo của vua
Tần Bà Sa La, con nay đối trước Phật như thật nói ra. Đức Phật liền khen: lành thay, lành thay, ông hay khéo nói như thế. Bây giờ nhân tiên nói pháp này rồi, tôn giả A Nan và các chúng hội được nghe pháp ấy, hoan hỷ tín.